Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn lập một giấy vay tiền. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì có nhiều khi mình cũng có tiền, mà có nhiều khi mình cũng không có đồng nào. Hôm qua thì tôi có tiếp một chị khách hàng, chị bảo rằng là luật sư ơi, tôi với một cái người em thì lúc trước tôi cho nó vay tiền, thực tế là vay hay mượn thì không biết. Các bạn có biết phân biệt giữa vay với mượn không? Vay là mình sẽ trả lại số tiền gốc cộng với lãi suất, còn mượn thì mình chỉ trả lại đúng số tiền đó các bạn nha. Chị bảo hồi xưa tôi cho em của tôi vay không có một cái giấy tờ gì hết, bây giờ nó cho tôi vay lại, nó yêu cầu tôi là phải viết giấy và phải thế chấp. Mà nhà của tôi là nhà ba tấm á. Thì sau khi luật sư phân tích thì tôi bảo rằng là chị ạ, đồng tiền thì ai cũng có làm ra, và nếu trong trường hợp chị không yêu cầu thì thôi, còn nếu như trong trường hợp chị có yêu cầu thì tôi cho rằng là cho dù là bạn bè, cho dù là chị em ruột, cho dù là tình thâm, cho dù là mẹ con thì cũng phải có cái một cái tờ giấy, vì cả hai bên đều có vợ và chồng. Hôm nay với cái ý nghĩa là sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn để khi chúng ta túng thiếu, chúng ta cũng có thể đi mượn bạn bè, người thân vay một chút lấy lãi, hoặc nếu như trong trường hợp chúng ta có những người thân ruột rà trong tình thâm thì đây cũng là một cái hướng dẫn mà luật sư hướng dẫn để sau này quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định về giấy vay tiền, để tránh những cái trường hợp sau khi vay thì người này nhớ, người kia lại quên. Thôi thì dầu gì có giấy trắng mực đen vẫn tốt. Ba cái hướng dẫn của giấy vay tiền, ba điểm cơ bản của giấy vay tiền tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn. Hôm nay tôi thiếu tiền mua một chiếc xe hơi. Tôi bảo với lại bạn của tôi rằng là bạn ơi, bây giờ mình mua chiếc xe hơi là 500 triệu. Tuy nhiên rằng bây giờ mình thiếu 100 triệu. Bạn cho mình mượn nha, lãi suất mà 1%. Bạn bảo được rồi. Và tôi và bạn lập mua cái tờ giấy khổ A4 này các bạn. Mình sẽ lập trong đó có 3 nội dung. Thứ nhất là giấy vay tiền. Thì tùy thôi các bạn ạ, nếu như trong trường hợp có cái lãi suất thì mình sẽ sử dụng từ là giấy vay tiền. Còn nếu như trong trường hợp không có lãi suất thì chúng ta sử dụng là giấy mượn tiền. Tôi tên Đoàn Thị Thiên Thanh Thu chẳng hạn, có vay của ông Nguyễn Văn A, số tiền là 100 triệu. Đó là cái vấn đề mình xác định số tiền vay, số tiền mượn các bạn ha. Vấn đề thứ nhất đó là số tiền vay, số tiền mượn. Chúng ta sẽ ấn định, chúng ta sẽ ghi bằng hai cách. Thứ nhất chúng ta sẽ ghi bằng chữ, chúng ta sẽ ghi bằng số. Tôi có một cái vụ kiện như vậy đó quý vị và các bạn. Ở số tiền á, thì ghi là 50 triệu. Tuy nhiên là cái con số thì chỉ ghi 5 triệu. Và sau khi giám định thì đúng số tiền là 5 triệu chứ không phải là 50 triệu. Cho nên khi chúng ta cho vay, khi chúng ta đi mượn, khi chúng ta đi vay thì chúng ta nhất thiết phải ghi bằng con số lẫn chữ. Ví dụ hôm nay tôi nói là tôi ghi là 100 triệu các bạn nha. Và tôi mở ngoặc ra, tôi ghi là 100 triệu bằng chữ. Thì như vậy sau này có mình đi vay, mình đi mượn, mình cũng ơn nghĩa với người ta, mà sau này có một cái sự mất lòng thì rõ ràng nó cũng rất là khó. Đó là vấn đề cơ bản thứ nhất. Vấn đề cơ bản thứ hai là lãi suất. Giống như nãy tôi có nói với quý vị và các bạn, chúng ta là bạn bè, chúng ta là những người thân thuộc trong gia đình, thậm chí chúng ta là những người không quen biết, hàng xóm, thì chúng ta cũng có thể là cho vay với một cái lãi suất. Thì theo quy định của pháp luật hiện hành thì cái quy định này không có quá 5% so với cái quy định của lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước.
Thì thôi bây giờ như thế này, mình là người dân, mình cũng không có quá gọi là khắt khe. Tuy nhiên thì bây giờ nếu như trong trường hợp gia đình mà mang tính chất gọi là vay hỗ trợ thì có thể là 1%. Còn nếu như trong trường hợp các bạn có thể là ghi nhận cái số tiền là khoảng từ 3% trở xuống cũng vẫn được các bạn ạ. Chắc chắn rằng khi tôi đưa những cái video này lên thì các bạn sẽ có một cái nguồn phản hồi khác nhau. Ai bây giờ ai cho mượn 3%, 5%? Tôi cho rằng quan điểm đây là cái hướng dẫn về việc ba cái điều cơ bản của giấy vay tiền. Còn nếu như trong trường hợp các bạn có thể cho vay với một cái lãi suất khác mà các bên tự thỏa thuận mà việc đó không tranh chấp thì chúng ta vẫn có quyền các bạn nhé. Điều cơ bản nữa rất là quan trọng, thứ ba là thời hạn trả. Các bạn biết không, trong quy định của pháp luật có một số cái quy định về thời hạn. Nếu hết thời hạn thì trả tiền, không hết thời hạn chưa trả tiền. Trong một số hợp đồng vay, hôm nay tôi tên A, tôi có vay của bà B số tiền hết, vay từ 5 năm trước, từ năm 2014 tới nay 2019 chưa trả. Hỏi bà chứ chừng nào chị trả tiền cho tôi? Ủa, cô cho tôi mượn mà đâu có nói thời điểm trả. Đùa vui thôi thôi quý vị và các bạn. Thông thường thì chúng ta phải ghi thời hạn cuối cùng. Ví dụ hai bên, và trong cái hợp đồng vay tiền cũng có theo quy định của bộ luật dân sự vẫn có thời hạn và không có thời hạn, có hai loại các bạn ạ. Nếu trong trường hợp mà có thời hạn, và tôi nghĩ rằng là vì là cái hướng dẫn tôi cho các bạn cho nên tôi vẫn muốn các bạn ghi thời hạn. Nếu như trong trường hợp cái người mà đi vay á, họ bảo rằng là thôi em mượn trong thời hạn là 6 tháng em trả, thì mình sẽ tính từ ngày 1, ví dụ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 1 tháng 6 năm 2019, hay là 31 gì đó do các bên tự thỏa thuận thôi. Đó là thời hạn 6 tháng. Còn nếu trong trường hợp là thời hạn 1 năm thì ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019 chẳng hạn, đó là 1 năm. Và hết thời hạn đó, nếu trong trường hợp các bên không trả, hoàn trả lại cho nhau số tiền đã vay, đã mượn, thì bắt buộc chúng ta phải nhờ đến cơ quan có thẩm quyền, mà đặc biệt là tòa án để giúp đỡ chúng ta. Quý vị thấy không, trong 3 cái yêu cầu, 3 cái điểm cơ bản của cái hướng dẫn hợp đồng vay tiền, chúng ta sẽ đưa vào trong cái thông tin khi chúng ta là người đi vay, khi chúng ta là người vay thì chúng ta phải có đầy đủ 3 thông tin. Thông tin đó, thứ nhất đó là số tiền vay, thứ hai đó là lãi suất, thứ ba là thời hạn trả. Khi chúng ta đầy hội đủ 3 điều kiện này thì chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm. Và quý vị nhớ nha, nếu hợp đồng vay tài sản thì chúng ta nhớ lập mỗi người làm một bản. Có hai cách, thứ nhất là chúng ta ghi một cái tờ bản chính và chúng ta chưa ký để hai bên cùng ký, photo một tờ. Còn có thứ hai là chúng ta có thể mua hai tờ giấy viết cái nội dung giống nhau. Một cái điều thêm nữa mà luật sư muốn nói với quý vị và các bạn, đó là chúng ta nên, nếu trong trường hợp không phải là tình thâm, không phải là gia đình mà là những người không thân thiết, thì chúng ta nên có cái tài sản đảm bảo. Trong cái quá trình mà tôi đưa cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta đến cho quý vị và các bạn thì tôi cũng có những người họ bảo rằng là em cho nó vay rồi cuối cùng bây giờ gốc nó không trả, nó trả em được lãi được một lần hai lần. Các bạn ạ, khi các bạn không có cái yêu cầu để thế chấp cái tài sản để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, thì như vậy khi chúng ta đi thực yêu cầu đòi nợ, thực hiện cái nghĩa vụ thì khó có khả năng chấp nhận. Thú thật với quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề cho tới thời điểm này thì tôi cũng có rất là nhiều những cái bản án mà không có khả năng thi hành, mặc dù là bản án có rồi đó nhưng không có khả năng thi hành vì lý do người phải thi hành án, tức là cái con nợ đó không có tiền, tài sản thì đã tẩu tán qua qua 3, 4, 5, 6 đời rồi, cho nên mặc dù là nhà cao cửa rộng tuy nhiên là vô sản. Cho nên chúng ta, khi chúng ta là người cho vay, chúng ta là người cho mượn, chúng ta cũng nên cần thiết
có cái tài sản để đảm bảo. Đảm bảo chi? Để đảm bảo cái nghĩa vụ các bạn ạ, đảm bảo cái nghĩa vụ của người đi vay. Tôi cho anh vay không có lãi suất nha, tôi cho anh mượn không có lãi suất nha. Nhớ nha, tới năm, một năm sau, trong thời hạn là một năm sau, nếu mà anh không trả thì tôi sẽ khởi kiện ở tòa, tôi sẽ phát mãi cái tài sản là quyền sử dụng đất, nhà anh đang ở đó. Thưa quý vị và các bạn, tôi hiểu rằng trong cuộc sống chúng ta không thể nào có nói rằng là hôm nay mình có thể đủ đầy. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tôi nghĩ rằng có những lúc chúng ta cũng túng thiếu. Và hôm nay với cái mong ước rằng là hướng dẫn một cái ba cái nội dung chính của hợp đồng vay tiền để quý vị và các bạn khi chúng ta cho vay, khi chúng ta đi vay, chúng ta cũng sẽ dựa trên những cái chứng cứ để sau này trong cái quá trình mà không thực hiện cái nghĩa vụ thì chúng ta có những cái cơ sở pháp lý, có những chứng cứ để chúng ta khởi kiện ở tòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Vui lắm khi mỗi một ngày được tư vấn tặng quý vị và các bạn. Cũng rất là không biết phải nói như thế nào khi có một cái khách hàng: chị ơi, chị là ân nhân của tôi, chị là thần tượng, chị là một cái gì đó. Tuy nhiên tôi nhận hết, nhưng mà tôi chỉ nói với quý vị và các bạn, hy vọng rằng trong một cái khung giờ nhất định từ 8 giờ đến 9 giờ thông qua cái kênh, thông qua cái số điện thoại 0903 392 861, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn kiến thức mà tôi có được trong quá trình hành nghề. Còn vẫn số điện thoại là 0903 392 861. Các bạn sẽ gọi vào giờ hành chính khác nếu quý vị và các bạn cảm thấy có khả năng chi phí để trả cho luật sư. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.